Bây giờ chúng ta sẽ nói về chức năng của các cái phím Duty, Offset và nói rõ thêm một chút về cái chức năng của phím mà Amplitude này nữa. Có ba cái phím mà để cài đặt, điều chỉnh các cái tham số của cái sung ra. Chúng ta cần làm rõ thêm một chút. Ở phần trước người ta thấy ta có sự điều chỉnh hai cái nút Duty và Offset, nhưng mà nó không có một cái ảnh hưởng nào đối với cái tín hiệu đầu ra của chúng ta. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút để ta sử dụng cho được hai cái phím này, Duty và Offset. Trước hết chúng ta quan sát thấy cái phím Duty của ta nó có cái chữ Default ở đây. Default này thì nó có cái màu đi dẫn một cái màu của cái hình nhỏ nhỏ bên này này. Đấy, hình cái lũng. Cái lũng này nó biểu thị là cái lũng xoay này này, nhưng mà cái chiều cao nó hơi thấp, nó gọi là cái lũng lùn. Đấy. Nó cùng màu. Và có một cái chữ ADV ở dưới. Đấy. Thì nó có cái màu cam. Thì có một cái màu của cái lũng ở đây, cái màu cam cùng màu. Và nó là cao, nó cao hơn núm phía trên, gây phía trên, ý là phía trên là cái núm lùn và cái giữa là cái núm điều chỉnh, núm cao. Như vậy nó gợi ý chúng ta thấy rằng là cái núm điều chỉnh ở đây mình có thể kéo nó cao lên đấy, hoặc là ấn thì nó lùn, nó thấp lại, nó ngắn lại đấy, hoặc kéo cho nó cao, nó dài ra đấy. Như vậy là ta có thể cầm vào nó kẹo nó dài ra được. Đấy, thì nó sẽ thực hiện được chức năng của cái màu cam như thế này, ADV. Còn ta để nó như thế này thì nó sẽ thực hiện cái chức năng của cái màu màu đen này, tức là chức năng mặc định của nó. Và khi mà nó ở chức năng mặc định default á, thì ta xoay cái nút này đi chăng nữa thì nó cũng không có tác dụng gì cả, nó không ảnh hưởng đến cái sóng ở đầu ra. Chỉ khi nào mà nó ở chế độ ADV thì ta điều chỉnh cái núm này này, cái núm này này, hai núm này, nó mới ảnh hưởng đến cái đầu ra. Đấy. Thế bởi vì sao? Bởi vì từ ADV nó viết tắt của cái từ adjust. Adjust có nghĩa là cho phép điều chỉnh. Và cụ thể là cái núm mà amplitude này, cái biên độ này thì ta để nó lùn như thế này. Đấy. Lùn thì riêng cái núm biên độ mà lùn thì nó lại là ADV. Đây, ta thấy cái ADV có màu đen, nó cùng màu với cái hình cái núm lùn này. Cho nên là riêng cái núm amplitude này thì nó lại để thế này thì nó lại cho phép mình thực hiện chức năng adjust, tức là chức năng điều chỉnh được. Đấy. Ở cái phần trước người ta đã điều chỉnh núm này và ta thấy nó sự thay đổi. Đấy. Còn hai núm bên này ta lại không có thấy sự thay đổi bởi vì nó đang ở trạng chức năng default của nó. Thế thì bây giờ ta sẽ tìm hiểu cái Duty là cái gì. Ta cần biết một chút về cái thế nào gọi là Duty và nó tính như thế nào. Duty thường hay sử dụng mà trong các cái dạng sung vuông và hay có cái từ là Duty Cycle và đơn vị của nó là cái phần trăm. Thì nó là gì? Duty mình hiểu, mình có thể dịch sang tiếng Việt là cái độ rộng sung tương đối. Độ rộng sung là cái phần mà cái sung on này này. Đấy. Đây cái sung này thì có cái phần này on này, phần này off này. Trong cái chu kỳ của nó thì có một cái phần on và phần off. Đấy. Thế thì cái Duty chính là cái độ rộng sung tương đối, là cái độ rộng sung của cái phần on. Nhưng mà nó không phải là độ rộng sung tuyệt đối, mà là độ rộng sung tương đối, tức là ta phải lấy cái độ rộng sung cái T on đó chia cho toàn bộ cái chu kỳ đó. Đấy, nó ra một cái số nào đó chuyển sang cái dạng phần trăm, ví dụ cái Duty này là 20% này, nó chiếm khoảng 1/5 chu kỳ. Cái Duty này là nó chiếm 40%, tức là nó chiếm khoảng 4/10. Cái Duty này là chiếm 90%, thì nó chiếm khoảng 9/10, 90% mà. Đấy chính là cái
bản chất của lưu đì lấy cái phần on, cái on chia cho toàn bộ cái chu kỳ đó, nó còn được gọi là độ rộng chung tương đối. Và cái này nó chỉ áp dụng cho cái chu vuông thôi, cho nên là khi mình chuyển cái núm xoay này này của cái lưu đì, mình kéo nó ra để nó thực hiện cái chức năng ADV thì nó cũng chỉ ảnh hưởng ở cái chu vuông thôi, cái chu chin và trung tâm giác thì nó không có tác dụng lên là cái chỗ lưu đì này. Người ta thiết lập cái thiết bị nó ở cái dạng này, cho cái máy phản nằm ở giữa và cái máy oscillo á, máy đo sóng hiện sóng nó để hiện nằm ở phía trên. Đầu ra của cái máy phát tần thì nó ở phía dưới và nó đưa ra đây, nó nối với cái đầu vào của cái máy hiện sóng như thế này để ta quan sát cho nó dễ. Đây, trên là cái máy hiện sóng và phía dưới là cái máy phát tần. Bây giờ ta sẽ điều chỉnh cái núm điều đi. Đấy, ta để cái màu của nó này, màu cam cùng màu của cái ADV, kéo nó ra. Bây giờ ta kéo nó ra nhé. Đấy, kéo nó ra thế này. Đấy, thì nó sẽ thực hiện chức năng ADV. Bây giờ ta điều chỉnh này. Ta điều chỉnh, ta vặn cái núm này, ta thấy cái độ rộng chung của cái chung này nó giãn ra, nó thay đổi này. Đấy, cái phần tê on nó tăng lên này. Còn nếu mà ta điều chỉnh ngược lại thì ta thấy cái tê on nó sẽ giảm xuống. Đấy, thì rõ ràng là cái điều đi này nó ảnh hưởng để cái độ rộng chung tương đối hay là cái giá trị điều đi. Và ta nhớ rằng là cái điều đi này nó sẽ ảnh hưởng ở cái xung vuông thôi, chứ còn cái xung sin và xung tam giác thì cái điều đi nó không có tác dụng. Đây, để chỉnh lại thêm này. Đấy, mình chỉnh cái điều đi nó tăng lên này, nó to lên, cái phần tệ on nó lớn lên này, để chỉnh ngược lại thì nó nhỏ lại này. Đấy, đây là chức năng của cái điều đi. Bây giờ nếu mà mình cho nó sang cái xung khác đi, giữ trung tâm giác chẳng hạn, thế mà mình chỉnh cái điều đi thì nó chẳng ảnh hưởng gì cả, đúng không? Không có tác dụng gì. Sang cái trung sinh cũng vậy ha, điều đi là không có tác dụng. Bây giờ sang cái phím offset. Đấy, offset này nó cũng có default và ADV. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu thì offset là cái gì. Offset mình có thể dịch sang tiếng Việt là cái độ dịch so với cái điểm không. Điểm không mình có thể dịch như vậy sang tiếng Việt. Tức là mình sẽ dịch tín hiệu nó đi lên hoặc đi xuống so với cái điểm không của nó. Ví dụ ta có một cái mạch, đây là cái mạch khuếch đại đi. Thì có cái tín hiệu đầu vào. Đầu vào là cái một tín hiệu hình sin đối xứng quanh một cái điểm không ở đây. Ở cái đỉnh ở phía dưới là âm 4V. Đỉnh ở phía trên là dương 4V. Ta đưa vào cái mạch khuếch đại này có hệ số khuếch đại là bằng 3 lần đi. Tức là nó sẽ khuếch đại lên một tín hiệu mà có cái đỉnh trên là 3 lần, tức là 12V. Đấy. Và dưới này á, đỉnh dưới này là âm 12V. Khuếch đại lên 3 lần mà. Cái đầu ra của nó như thế này. Và nếu như mà không có một cái sự trôi dịch nào đó thì cái điểm không này này, đầu vào là 0V thì đầu ra nó cũng sẽ là 0V. Vậy cái chỗ này này, chỗ này sẽ là 0V. Đấy, chỗ này sẽ là 0V này.
đầu vào 0 vôn thì đầu ra nó sẽ là 0 vôn. Đầu vào là 4, dương 4 thì đầu ra là dương 12, vĩ đại 3 lần. Và đầu vào âm 4 thì đầu ra là âm 12V, cực đại 3 lần. Tuy nhiên nếu mà ta điều chỉnh offset, ta điều chỉnh nó đi lên, cho cái đường này nó đi lên. Đấy, nó đi tiện lên trên. Thì ta sẽ thu được một cái đường thế này. Thì ta điều chỉnh nó lên khoảng 3 lần đi ha. Thì nó sẽ thành là 12 này sẽ đỉnh trên, thu được đỉnh mới là cộng 15V. Còn cái đỉnh dưới này thì là cái đỉnh dưới này nó sẽ không phải là âm 12 nữa, mà nó sẽ bị dịch lên phía trên, nó thành ra nó là còn âm 9 thôi. Đấy. Thì ta thấy cái đường tín hiệu ta nó bị dịch lên phía trên. Đó, theo cái chiều đi lên thế này. Đó, là dịch lên 3V lên phía trên. Thì cái việc này so với cái điểm 0 này, đường này, đường màu đen nằm ngang này là đường điểm 0 chúng ta, thì tín hiệu ra nó bị dịch lên phía trên, dịch ra khỏi cái điểm 0 này. Cái đường nằm ngang là đường 0V này. Đấy, đường 0V đây. Thì cái đường tín hiệu ta nó bị dịch so với cái đường 0V này, so với cái điểm 0 này lên phía trên 3V. Đấy, thì gọi là cái điều chỉnh mà offset. Cái điều này thì nó cũng nếu mà ta thấy tín hiệu nhỏ thì nó không sao. Đấy, nhưng mà nó có một cái vấn đề xảy ra. Đó là ví dụ cái nguồn nuôi cái bộ vĩ đại này, cái nguồn nuôi của nó là cái nguồn dương là 15V, hạn như vậy. 15V. Đây là dương, nguồn dương của nó là dương 15V. Cái nguồn âm của nó là trừ 15V. Đấy. Khi đó cái giới hạn của cái tín hiệu ra của chúng ta thì nó sẽ không thể nào vượt quá cái nguồn này được, cái nguồn 15V cộng trừ 15V này được, mà thậm chí nó còn nhỏ hơn cái nguồn này khoảng một vôn, vôn rưỡi gì đó. Đấy, cho nên ta sẽ có một cái đường này, cái đường giới hạn của ta. Đấy, cái đường giới hạn này, cái đường này là đường nó cỡ khoảng 10, cái đường giới hạn này là sẽ nó sẽ nhỏ hơn cái nguồn khoảng 1,5V tầm đó. Vậy nguồn ta là dương 15 thì cái đường giới hạn của ta sẽ là khoảng 13,5V. Và đây đường giới hạn trên nhé. Còn cái đường giới hạn dưới thì nó cũng cỡ đó, nhưng mà nó có dấu âm 13,5V. Đấy. Thì cái tín hiệu của chúng ta đỉnh trên á, thì nó không được vượt quá cái 13,5V, mà đỉnh dưới thì không được vượt quá cái âm 13,5V, thì tín hiệu nó ra đúng dạng, hình dạng nó sẽ đúng hệt với cái dạng ban đầu, nó chỉ khuếch đại lên mặt biên độ. Tuy nhiên nếu mà ta sử dụng cái offset để dịch lên thì bây giờ tín hiệu ta lại sẽ không phải là 12 nữa, mà thành 15. Thì 15 thì nó lớn hơn cái 13,5 này, và nó lớn hơn như vậy thì nó sẽ bị cắt. Phần nào mà lớn hơn nó sẽ cắt. Đấy. Nó cắt, nó bỏ phần trên này đi. Và thì ta sẽ không có thấy cái đường phía trên nữa. Phần này bị cắt bỏ này. Đó. Thì khi tín hiệu ra chỉ còn từ này thôi. Tại vì nó có những cái phần nó vượt quá cái số 13,5 này. Nó bị cắt bỏ đi. Ở phía dưới thì khi mà dịch lên á, thì nó cắt bỏ phía trên. Còn ở phía dưới thì nó không sao. Dưới nó vẫn còn. Dưới thì thoải mái. Đấy, dưới thì thoải mái. Nhưng nếu như đây là dịch lên nhé, còn nếu ta dịch xuống, offset mà ta dịch xuống thì nó sẽ cắt ở phía dưới. Đấy, nó sẽ bị cắt ở phía dưới. Offset mà dịch lên thì nó sẽ cắt ở phía trên. Đấy. Thì cái offset này nó sử dụng trường hợp nào? Ví dụ tín hiệu ta khi sinh ra nó bị mẹo thế này, thì ta sẽ dịch ngược lại. Ta biết nó bị đẩy lên trên thì ta sẽ dịch theo chiều ngược lại để nó rơi vào trong cái vùng của nó, trong cái vùng này này. Vùng 13,5 và trừ 13,5 này thì tín hiệu ta lại sẽ không bị cắt, không bị mẽo. Đây, ta đang sử dụng tín hiệu xin này. Đấy. Xin thì nó thể hiện rất là rõ. Đấy, xem được cái giá trị bị cắt đây, nó cắt phía trên này. Đấy, nó cắt. Khi mà ta kéo lên nó vượt qua giá trị nguồn, nó sẽ cắt ở phía trên.
Đấy, nhìn thấy nó cắt ở thế này không? Để ta chỉnh nó vào thì nó sẽ không bị cắt nữa. Nhưng ta offset tác đẩy nó lên phía trên thì nó sẽ bị cắt ở phía trên. Còn nếu mà ta offset ta đẩy nó xuống dưới thì nó sẽ bị cắt ở phía dưới. Trường hợp này đang đẩy đẩy lên này cho nên nó tín hiệu bị cắt ở phía trên. Bây giờ nếu ta chỉnh offset theo chiều đi xuống thì nó sẽ cắt ở phía dưới. Đây, chỉnh lui lại. Đấy, nó cắt ở phía dưới đấy. Sẽ cắt ở phía dưới. Đấy. Bây giờ ta sang cái phím mà cái nấm xoay amplitude. Đây. AMPL. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cái chức năng ADV của nó. Ngoài chức năng ADV là điều chỉnh cái biên độ của cái xung ra thì nó còn có một cái chức năng nữa, đó là cái chữ trừ 40 decibel. Nó ở đây là cái trừ 40 decibel, nó tô có cái màu cam và nó tương ứng với cái núm xoay được kéo dài ra. Bây giờ mình kéo dài cái núm xoay này ra này thì cái chức năng 40 decibel này nó sẽ được áp dụng vào. Thế cái chức năng này nó để làm cái gì? Cái này nó chính là cái chức năng giảm biên độ xuống 100 lần. 100 lần. Để mà 20 decibel á, âm 20 decibel á, trừ 20 decibel thì là 10 lần. Còn nếu mà trừ 40 decibel thì tương ứng với là giảm biên độ xuống 100 lần. Tức là nếu mà biên độ mà đang là 20V thì nó sẽ xuống còn 100 lần 20V, tức là bằng 20.000 mV. Đấy. Thì nếu giảm đến 100 lần thì nó sẽ còn 200 mV. Thế tại sao lại chúng ta lại phải sử dụng cái chức năng trừ 40 decibel này? Là bởi vì nó có một cái lý do thế này. Khi mà ta cần một cái tín hiệu nhỏ, thì mà có biên độ nhỏ, nếu mà ta không dùng cái chức năng decibel trừ 40 decibel á, thì ta để ở cái trạng thái bình thường của nó thì ta chỉ có thể đạt được cái biên độ nhỏ nhất. Nhỏ nhất là khoảng 200 mV. Nhưng nếu như mà ta sử dụng cái chức năng giảm này thì nó có thể sinh ra cho ta một cái biên độ nhỏ hơn 200 mV này. Nó có thể đạt đến khoảng tầm 40 mV. Thì đây là cái chức năng này giảm 100 lần xuống. Bây giờ ta kéo cái núm xoay này ra cho nó hở ra như này, dài ra thế này, thì chức năng trừ 40 decibel nó sẽ được áp dụng vào đây. Và ta để ý cái tín hiệu bây giờ nó đang chiếm 4 ô từ đỉnh giữa đến đỉnh trên, biên độ đỉnh là 4 ô, tức là chiếm khoảng 1 ô, đây là 5V này, thì 4 ô là 20V. Bây giờ người ta kẹo ra, kẹo ra tín hiệu nó sẽ lập tức nó bị chia đi 100 lần, bị giảm 100 lần. Ta kẹo cái này ra này. Đấy, nó sẽ giảm 100 lần và ta thấy nó rất là nhỏ. Ta phải giảm cái tỷ số volt trên dip này, ta mới nhìn thấy. Thì bây giờ nó chỉ còn lại có 20 mV thôi. À 200 mV thôi. Từ 20V xuống còn 200 mV. Đấy. Thế là nó đã
nó đã giảm đến 100 lần, tương ứng với trừ 40 decibel. Thiết bị này ở cái chỗ main này. Đấy, main này thì nó sẽ sinh ra cho ta ra ba tín hiệu. Đó là tín hiệu hình sin, hình vuông và hình tam giác. Và ta có thể dùng ba cái phím điều đi offset và amplitude này để điều chỉnh ba cái này. Đấy. Ngoài cái đầu ra main này, nó còn một cái đầu ra là có cái chữ TTL ở đây. Thì ở phía trên này nó cũng có một chữ TTL. Như vậy, để mà làm sao nó sinh ra ta cái đầu ra TTL, ta để ý nhé, là có cái chip này này, cái màu nó giống với màu của MH, đúng không? MHZ, KHZ và HZ ở đây, megahertz và kilohertz đây. Khi mà ta sử dụng cái này thì ta cũng thông qua cái chip này để nó cùng màu. Thì ở đây có chữ TTL này, nó cũng như vậy, nó cũng cùng màu với chip. Cho nên là muốn dùng cái TTL này, ta ấn cái chip này nó sáng cái đèn. Sau ta sẽ ấn vào cái chữ quay này, thì cái chức năng TTL này nó sẽ được kích hoạt. Và lúc đấy ở cái đầu ga TTL này sẽ có một cái xung 5V. Ngoài cái đầu ga main á, đã nối sẵn với cái oscillo rồi, ta sẽ nối thêm một cái dây cặp nữa, một cái đầu ga nữa của cái oscillo để nối sang cái đầu TTL. Và ta nối như này thì nó sẽ nối sang cái kênh 2 của cái TTL này, của cái máy hiện sóng. Đây, ta vặn nó xuống đây. Đấy, kênh 2 ta nó có cái đường nội thị màu xanh này. Đó chính là cái đầu ra TTL, từ cái đầu TTL này nối sang. Kênh 1 thì ta vẫn là main nha, nối lên. Thì ta điều chỉnh cái biên độ thì nó chỉ thay đổi cái đường màu vàng, tức là cái đầu ra main thôi. Thì nó không ảnh hưởng đến cái đầu ra TTL. Ta lựa chọn có thể là sóng hình sin ở đầu ga main, nhưng mà cái đầu TTL nó vẫn là cái sóng 5V này, 0 đến 5V. Đấy, ta thay đổi cái dạng sóng thì nó gì sẽ thay đổi cái dạng đầu ga main, điều chỉnh biên độ thì nó ảnh hưởng đến cái đầu ga main. Còn cái đầu TTL thì nó lúc nào nó cũng là đầu ga chung 5V. Như vậy ở phần này chúng ta tìm hiểu về các cái chức năng mở rộng, tức là sử dụng điều đi offset và amplitude. Và ở trong amplitude này ta dùng chức năng là gì? Giảm đi 100 lần cái biên độ đầu ga, tức là trừ 40 decibel. Đồng thời là cũng tìm hiểu cách để mà sử dụng cái đầu ra TTL trên cái máy phát xung này.